Anh da đen. Bắt ổn. Dậy đi nào, 12 giờ chưa rồi đấy, mau dậy làm việc cho tao ngay. Không, em muốn ngủ thêm cơ. Thêm cái đầu mày ấy, tao thêm cho mấy xô nước này. Không, không muốn dậy đâu. Được lắm thằng danh con này, thế để tao đào cho mày rớt xuống 18 tầng địa ngục luôn. Ôi rồi, cái gì đấy? Sao anh lại phá nhà của em? Anh thật đúng là đồ điên mà. Mày mà dậy thì tao đâu phải đào cái nhà mày ra như thế hả? Ái cha, còn biết cho tao mấy cục đất à? Được rồi, mau đi làm việc đi. Làm nhanh vào đấy biết chưa? Lười là không cho ăn đâu. Mày cứ làm đầy cái dương này là được. Lát tao quay lại kiểm tra. Ủa, sao đã ngủ rồi? Á đồ, dậy, dậy ngay. Cái gì đấy anh? Em làm xong hết rồi mà. Mày bịt tao à? Làm gì có cái gì? Á đồ, thôi cho tao xin lỗi nhé. Đây, tao thưởng cho 10 củ khoai. Nhưng mà em ngán ăn khoai rồi, em muốn ăn gà cơ. Ý mày là con này hả? Tất nhiên là không được rồi. Mày phải đi đào vàng nữa thì tao mới cho. Mau lên, đi xuống đây. Em thừa biết anh sẽ thế mà, em đào xong từ lâu rồi. Em choàng cho anh ngập trong biển vàng luôn. Mày choàng từ từ thôi, vỡ hết cả mặt tao rồi đây này. Hôm nay để khen thưởng mày, anh đây sẽ tự tay làm hết. Chú em chỉ việc ngồi đây thưởng thức thôi. Vẫn còn vài con cá nữa đợi tao lấy vào rồi cùng ăn. Thơm quá, chắc sắp chín rồi. Á đồ, tao bảo đợi tao rồi cùng ăn mà. Mày là phải cho ăn đạn. Đồ anh là bán được em đấy. Dám thách bố mày à?